Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Một cơn lốc xoáy bất ngờ sáng nay tại Trung Quốc khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị thổi bay. Cũng theo thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên, từ khi bắt đầu tấn công thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào hôm vừa qua, thì cơn bão số 3 đã gây ra những trận mưa như trút nước và cuồng phong với sức gió lên đến 50 mét. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Quảng Đông nhận định, đây là lần đầu tiên xuất hiện gió giật cấp 17 ở khu vực này. Không dừng lại ở đó, cơn bão số 3 đã khiến 15 người khác mất tích tính từ tối ngày hôm qua. Tất cả các nạn nhân mất tích đều là ngư dân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hàng chục ngàn người phải sơ tán. Trước tình hình bão số 3 hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của, cơ quan cứu trợ lũ lụt và hạn hán của Quảng Đông đã nâng mức độ phản ứng khẩn cấp trước bão lũ lên cấp 4, tức là cấp cao nhất. Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc dự báo rằng bão số 3 sẽ có thể gây mưa lớn đến 280mm trong ngày hôm nay tại một số khu vực trong tỉnh Quảng Đông. Đáng lo ngại, cơn bão số 3 đổ bộ vào Quảng Đông trùng với dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc, khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trên đảo Hải Nam. Tính đến thời điểm này đã có khoảng 75 chuyến bay bị hoãn ở Hải Nam. Bên cạnh đó, tại Philippines, nơi mà bão số 3 đổ bộ từ hôm thứ Năm tuần trước khi tấn công vào Trung Quốc cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo tin mới cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines, đến thời điểm này vẫn còn 30 người dân đang mất tích. Thưa quý vị, trước đây, Hoa Kỳ luôn được biết đến là một quốc gia hứng chịu nhiều trận vòi rồng nhất trên hành tinh, thì có lẽ giờ đây vị trí đó đã bị Trung Quốc xoán ngôi. Bên cạnh những trận thiên tai như lũ lụt, mưa đá cứ đến rồi đi liên tục, gần đây thì liên tiếp một tuần nay có hàng trăm trận vòi rồng với sức tàn phá khủng khiếp, cứ bất biến không chịu rời đi, với bán kính trải dài khắp cả khu vực miền Tây Trung Quốc, từ Vân Nam đến Cam Túc. Những trận vòi rồng đi qua đã gần như nuốt trọn mọi thứ, cảnh tượng tan hoang khiến cho người dân sinh sống tại các khu vực này lao đao, không có nơi để trú thân. Kèm theo đó là những cơn mưa dữ dội làm cho cảnh vật xung quanh tiêu điều chẳng khác nào vừa bị Mỹ thả xuống cho vài quả bom nguyên tử. Thảm họa này trong tuần qua đã cướp đi ít nhất 171 sinh mạng vô tội, làm cho hàng trăm ngàn người bị thương nặng sau khi nó xé toạc một thành phố ở phía tây bắc của Trung Quốc, khiến nhân chứng tại đây hoảng sợ cho biết: "Chúng tôi dường như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng dài tập ngoài đời thực. Chưa bao giờ chúng tôi lại thấy nhiều vòi rồng như năm nay. Trung bình một ngày có từ 12 đến 20 cơn vòi rồng có kích thước lớn nhỏ khác nhau, kéo dài từ 20 đến 30 phút, với sức gió từ 95 đến 250 km một giờ. Chúng lồng lộn từ trên cao nguyên Tây Tạng xuống các khu vực dân cư, khiến cho những ngôi nhà và mọi vật đều như bị cơn lốc cuốn bay lên không trung. Với tốc độ sức gió khủng khiếp ở trung tâm chấn động của trận lốc xoáy này đo được là 170 km trên giờ. Đó là giới hạn tột cùng trên các thang biểu của dụng cụ chuyên dùng để đo gió lốc. Điển hình, nhiều video được người dân ghi lại những trận vòi rồng vào ngày hôm qua cho thấy, cơn lốc xoáy quét qua một trung tâm thành phố sầm uất của tỉnh Vân Nam, khiến cho hàng loạt cây cối bị bật gốc, thậm chí những cây nhỏ vừa được trồng lại sau những thảm họa trước đó chưa kịp lớn. Nhiều cơ sở của các tòa nhà cao tầng, các bệnh viện bị vỡ tung, thậm chí các mái tôn cũng chuẩn bị thổi bay. Nhiều đồ vật bay lên trời sau đó rớt xuống giống như những cơn mưa đá rơi trúng vào nhiều người tử vong hàng loạt. Bên cạnh đó thì nhiều xe hơi cũng bị lật đổ, ngổn ngang trên đường Tân Thành như ngày tận thế. Theo nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trên những mái của tòa nhà cũng bị phá hủy và những đường dây điện bị đánh sập ngổn ngang, nằm chồng chéo khi một cơn lốc giấy tấn công tại thành phố. Tuy một trận lốc xoáy chỉ kéo dài từ 25 đến 30 phút, nhưng nó đã làm thiệt hại nặng nề ở các khu vực mà đã đi qua. Với những đặc thù địa lý của khu vực, những luồng khí khô và lạnh thổi từ cao nguyên Tây Tạng xuống, trên đường đi qua phía đông tới dãy núi và đồng cát gặp phải các khoảng không khí nóng ẩm thường chuyển động phía bắc, sinh ra một chuỗi các hiện tượng về khí quyển, rồi sản sinh ra các cơn lốc xoáy điên cuồng, không thể né tránh, ngăn cản hay che chắn. Vì thông thường tại Trung Quốc, tỷ lệ xuất hiện lốc xoáy không nhiều và hướng các luồng khí nóng tiếp tục dịch chuyển lên phía đông bắc của Trung Quốc, di chuyển nhanh xảy ra trận lốc xoáy với sức gió lên khoảng 220 km mỗi giờ. Hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ đang được triển khai sau khi các cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương nhận thông báo. Vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các nhà máy khu vực xảy ra. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, giới lãnh đạo Trung ương Trung Quốc cũng đã ra cảnh báo sẽ xuất hiện thêm giông bão và mưa đá. Mưa bão kéo theo sẽ kéo dài 60 phút, kèm theo lốc xoáy với lượng mưa đo được là 155mm. Trên một video khác do người dân ghi lại được cho thấy, cảnh của một người phụ nữ la hét khi lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh, cuốn những mảnh vụn bay qua nhà cô, những mảnh thủy tinh, đồ gạch và cây cối cuộn xoáy trong không khí. Trong khi người dân cuống cuồng tìm nơi trú ẩn, thành phố Lan Châu, nơi sinh sống của 3,2 triệu người bị mất điện, xe cứu thương,
lính cứu hỏa và cảnh sát được điều động đến tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích. Cảnh tượng tang thương bao trùm khu vực. Các chuyên gia tại phòng thời tiết Cam Túc đang nghiên cứu nguyên nhân của cơn lốc xoáy. Khi đây là một hiện tượng hiếm gặp trong khu vực, ban đầu lốc xoáy chỉ xuất hiện như đám mây và sau đó phát triển thành một cơn dông rồi trở thành cơn lốc điên cuồng, thường từ rất mạnh hay siêu mạnh, nên ở đâu có dữ dội thì đó có thể có lốc xoáy. Cũng có khi nó sinh ra từ một dải gió giật mạnh được gọi là đường tố hay một đường cơn bão, có thể cuốn theo rồi ném xuống một khoảng cách sau đó hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những tòa nhà xây kiên cố. Nên lốc xoáy cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó đã khiến cho mái tôn của tòa nhà bị thổi bay và khiến cho cả khu vực mất điện và bầu trời trở nên đen kịt. Được biết, lốc xoáy hay vòi rồng có những ống hút khổng lồ, có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Tuy nhiên, phần lốc xoáy được mây rông hình thành một dạng đặc biệt là mây rông tích điện, một đám mây có thể kéo dài trong vòng vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và sinh ra vô số ống hút khổng lồ. Nguồn gốc của chúng là vùng khí hậu, các luồng khí nóng đi lên, luồng khí lại đi xuống. Đầu tiên là quá trình tương tác với cơn dông có chiều lên trên và chiều gió. Sự tương tác sẽ làm cho tầng khí nóng ở dưới di chuyển lên trên và xoay tròn trong không trung. Tiếp đó là sự phát triển của dòng khí lạnh di chuyển theo hướng đi xuống mặt đất. Vận tốc của dòng khí đi xuống có thể lớn hơn 160 km mỗi. Dù ở Trung Quốc không xảy ra thường xuyên, nhưng những cơn lốc xoáy trong một thập niên trở lại đây đã xuất hiện nhiều hơn tại các vùng Vũ Y và Thanh Hải, tập trung tới 1/3 các trận vòi rồng ở Trung Quốc. Và sau đây chúng ta cùng đến bản tin thứ hai có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có một thông tin rất mới và rất hay liên quan trực tiếp đến thành phố Vũ Hán. Đó là mới đây nhất Vũ Hán đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức nguy hiểm chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hệ thống xả lũ ở Vũ Hán ở trong tình trạng tê liệt hoặc bán tê liệt và toàn bộ thành phố lại một lần nữa chìm trong biển nước. Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2 khi mưa lớn tiếp diễn và lũ lụt tăng cao. Mưa bão và lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài. Cục Tài nguyên nước thành phố Vũ Hán cho biết, từ 6h30 sáng qua, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đã nâng lên từ cấp 3 lên cấp 2 và yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan phải nỗ lực hết sức trong công tác phòng, chống và cứu trợ thiên tai. Trước đó, cũng có thông báo chính thức rằng từ 5 giờ chiều ngày hôm trước đó, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tại Vũ Hán sẽ được nâng từ cấp 4 lên cấp 3, và cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ sẽ tăng từ cấp 3 lên cấp 2. Người dân nơi đây đang sống lại những ngày tháng kinh hoàng của trận lũ năm 1998. Tại thời điểm này, thành phố này đã trở nên bi thảm, buồn hơn khi mà đây cũng chính là nơi xuất phát của dịch corona. Và trong những ngày vừa qua, dịch đã tái bùng phát trở lại, làm cho hàng triệu người dân lại phải xét nghiệm cưỡng chế để tìm chủng virus. Mưa lớn trút xuống thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trong vài ngày qua với lượng mưa tối đa vượt 250mm. Từ sáng ngày hôm qua đến sáng hôm nay, nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước vượt cảnh báo ở một số nơi. Đến 4 giờ sáng nay, mực nước của trạm Hán Khẩu trên sông Dương Tử là 26,79m, cao hơn 1,79m so với mức phòng lũ. Mực nước tại trạm Tân Câu trên sông Hán Giang là 27,51m và vượt mức cảnh báo 0,01m. Theo dự báo của Bộ phận Khí tượng Thủy văn, ở Vũ Hán vẫn sẽ có mưa lớn. Mực nước của Trường Giang, Hán Giang và các con sông nhỏ và vừa sẽ tiếp tục tăng và tình hình phòng chống lụt bão sẽ rất nghiêm trọng. Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Tình hình buộc cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Vũ Hán thông báo nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Trước đó, kênh truyền thông CCTV đã đưa tin rằng, vào sáng sớm nay toàn bộ thành phố Vũ Hán đã bị mưa bão tấn công, với lượng mưa tối đa đạt hơn 250mm trong 24 giờ. Tại U Long Tiền ở quận Giang Hạ lên tới 393,6mm. Cộng với việc đập Tam Hiệp toàn lực xả lũ khiến mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử tăng vọt. Mực nước trên sông Dương Tử tại Vũ Hán đã vượt quá mực nước cảnh báo thêm 1,6m. Toàn bộ thành phố lại một lần nữa chìm trong nước. Vũ Hán là nơi Covid khởi phát cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau khi dịch bệnh khiến giới chức lo ngại vấn đề khắc phục kinh tế tại thủ đô ở Trung Quốc sẽ càng thêm khó khăn. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Một số tỉnh bao gồm Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam vào sáng nay nâng mức ứng phó lũ lụt vì mưa lớn sẽ tiếp tục, mực nước ở các sông, hồ địa phương sẽ tiếp tục nâng cao. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy dự báo lũ quét có thể tàn phá nặng nề các thành phố, thị trấn như Hoàng Sơn, Kỳ Châu, Đồng Đăng, An Khánh kêu gọi giới chức địa phương đưa ra thông báo cảnh báo sớm, sơ tán người dân để tránh thiệt hại bởi lũ quét. Trong khi đó, Hồ Bắc đã chứng kiến 6 đợt mưa lớn, bắt đầu từ tháng 6 với lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 387,3mm. Mực nước tại một số trạm thủy văn dọc sông Trường Giang đã vượt gần mức cảnh báo
và mực nước tại một trong năm hồ chứa lớn nhất ở Hồ Bắc đã cao hơn mức cảnh báo. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua là 112,7mm, cao hơn 13,5 so với con số được ghi nhận hàng năm. Gần 60 địa phương ở miền Nam Trung Quốc đã gặp mưa dông lớn, với chức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết tháng 10. Đập Tam Hiệp, tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến đợt lũ đầu tiên trong năm trên sông Trường Giang, với lưu lượng 50.000 mét khối. Hôm qua, đài truyền hình CCTV công bố video đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ để giảm bớt tác động đến vùng hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau trận đại hồng thủy số 2 xuất hiện ở sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ. Tuy nhiên, đỉnh lũ vẫn chưa đến và mực nước ở Tam Hiệp không giảm mà ngược lại vẫn tăng và có thể xảy ra mất kiểm soát. Theo thống kê chính thức của CCTV, sau khi chính quyền tuyên bố mở cửa xả lũ thứ 3, mực nước của đập Tam Hiệp tăng lên 140,87m vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Vào lúc 10 giờ tối qua, mực nước tăng lên 149,4m. Vào lúc 7 giờ tối nay, mực nước của Tam Hiệp đạt 149,54m. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy vào ngày hôm kia, đại lộ Hữu Nghị, Vũ Hán đã biến thành một dòng sông với độ sâu khoảng nửa mét. Đại lộ Hữu Nghị của Vũ Hán là một đại lộ chính song song với sông Dương Tử, chỉ cách sông Dương Tử 2 dãy nhà. Đại lộ Hữu Nghị đã bị ngập lụt tới mức này và có thể suy ra được thảm họa ở các khu vực khác của Vũ Hán thậm chí còn tồi tệ hơn. Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc sáng hôm nay nâng mức ứng phó khẩn cấp mưa lũ lên cấp 2, cấp thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này. Trong khi báo, đài nói là đỉnh lũ của đập Tam Hiệp đã qua nhưng trên thực tế phát đi cảnh báo lũ lại gia tăng. Đó sẽ là một điều hết sức khó hiểu, bất thường và đầy nghi vấn. Người dân nơi đây lo sợ rằng nhà cầm quyền đang cố tình che đậy thông tin để lòng dân khỏi náo loạn. Các trận mưa lớn đổ xuống Vũ Hán trong 3 ngày qua với lượng mưa tối đa đạt hơn 250mm từ sáng hôm kia, khiến nhiều chặng đường bị ngập và mực nước sông ở một số nơi vượt qua mức cảnh báo. Theo Tân Hoa Xã, trong ảnh các công dân theo dõi mực nước tại đền Long Quan ở Vũ Hán, giới chức Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo từ tháng 6 rằng thành phố này và các thành phố khác ở vùng trung lưu sông Trường Giang sẽ phải đối mặt với lượng mưa cao kỷ lục trong năm nay. Trước sức tàn phá của lũ lụt, các công dân chấn đề tại đền Long Quan ở Vũ Hán vào sáng hôm qua để phòng sập luân đền nổi tiếng này. Những cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều thành phố ở Trung Quốc vào sáng nay, từ Trùng Khánh phía Tây Nam cho đến Thượng Hải ở bờ biển phía Đông. Các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều nâng 4 mức cảnh báo màu vàng. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước đã vượt qua mức cảnh báo tại hơn 50 địa điểm dọc theo các con sông trên cả nước. Theo Reuters đưa tin, ông Chen Tao, chuyên gia dự báo cấp cao của cơ quan khí tượng Trung Quốc, cho biết các khu vực dọc theo sông Trường Giang có thể chứng kiến lượng mưa lên tới 100mm trong ngày hôm nay và những ngày tới. Theo ông Chen, cần chú ý đặc biệt đến tình hình lũ ở các con sông vừa và nhỏ, vì dễ có khả năng xảy ra lở đất cũng như ngập lụt ở khu vực đất canh tác nông nghiệp. Trong ảnh nước ngập đến gần đầu gối người dân sau cơn mưa kéo dài 2 ngày ở Vũ Hán, mưa lớn có thể là bước đầu tiên trong chuỗi các thảm họa. Ông Chen nhận định trên trang web của cơ quan khí tượng, các quan chức cho biết lượng mưa trong tháng 10 cao hơn 13,5 so với mức trung bình mùa mưa. Những cơn mưa lớn mà dông xuất hiện nhiều hơn 43 so với mức trung bình giai đoạn năm 2020 đến năm 2022. Mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 20 triệu người Trung Quốc, tàn phá phần lớn đất nước và gây ra thiệt hại kinh tế ước tính vào khoảng 5,9 tỷ đô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới. Lũ lụt tại Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, vòi rồng sấm sét đùng đùng, lũ lụt kinh hoàng đang truy đuổi người dân Trung Quốc. Thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình một mặt vẫn rêu rao rằng mọi người dân của Trung Quốc vẫn an toàn, tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi khắc phục được. Mặt khác, ông Tập vẫn kêu gọi toàn bộ 200 quốc gia trên toàn thế giới ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc tiêu xài. Ngoài ra, ông Tập vẫn còn cho Hải quân của Trung Quốc phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông để thể hiện sức mạnh quật cường của Trung Quốc đối với các đối thủ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Daily China cho biết, thần sấm và thần sét đang chút giận đùng đùng đánh sập mạng lưới điện. Một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ.
Chính quyền của ông Tập Cận Bình, một mặt ôm khóc nức nở, nhưng mặt khác, chính quyền của ông đang bí mật cho tàu chiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với tất cả các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm, thần sét nổi dậy, trừng phạt Trung Quốc đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến cho nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 57 đen và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay giờ địa phương, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi mục điểm tin dự báo thời tiết. Và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo và vẫn tiếp tục dồn dập đổ xuống 29 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới. Đặc biệt là sẽ nhiều hơn vào những ngày 28, 29 và 30, 31 tháng này, làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám rồi thì nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của các thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề, làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện trên diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét, khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cảnh báo mức độ đỏ. Mức độ cảnh báo cao nhất lũ ống và lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở rất nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập, toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giáng được 15 phút, sau đó cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ, Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nét. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như năm 2022 mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh thành phố khác của Trung Quốc khiến cho Bắc Kinh phải lao đao. Trung Quốc là tâm điểm của dịch bệnh, cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng chú ý đây là phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 mà phía Trung Quốc đang lây lan ra nhiều nước trên thế giới. Còn đến bây giờ thì mưa to, gió lớn, ngập lụt liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, khiến thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điểm xấu đang xảy ra, thì binh lính của ông Tập vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ, đánh nhau với một số nước ở khu vực biên giới. Những điều xấu xa bị ổi trên của phía Trung Quốc, không biết là những tháng cuối năm Trung Quốc phải sống ra sao. Bởi nếu như người ta cho rằng không thay tính đổi nét, nhiều khả năng những tháng cuối năm Trung Quốc sẽ bị lụi bại bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý lớn ở phía Trung Quốc gây ra những tội lỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này hãy tài trợ tiền, vật chất cho Trung Quốc bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây ra cho Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Ông ta hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước tài trợ ủng hộ cho Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ 100%
100% số tiền đó dành cho việc cứu trợ, cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập đã dùng số tiền một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam tài trợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đi đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn chờ đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 con tàu sân bay được cho là uy mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc và sẽ được hạ thủy vào năm 2023. Số tiền này lấy đâu ra? Số tiền này chính là ông trích từ những quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những dòng tiền đó không tới tận tay người dân bị lũ lụt mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân sự quân đội của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngông cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về mưa lũ ở Trung Quốc khi tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông Dương Tử. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử trong năm 2022. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm vừa qua. Tờ báo của Trung Quốc cho biết vào lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy của hồ chứa ở mức 61.000 mét khối trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa Tam Hiệp từng chứng kiến. Ba cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp được mở vào rạng sáng ngày hôm kia nhưng vẫn không đủ cho lưu lượng nước tràn vào. Vì thế vào đêm ngày hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở tiếp 4 cửa xả nữa. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập này đang mở là 7 cửa và nó đang hoạt động hết công suất 24 ngày đêm, nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã phát lệnh cho cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy, tránh bị ngập lụt nặng. Bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã nhấn chìm trong mực nước tới 3m và 4m, và hôm qua tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí có cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử, và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm một số làng mạc cũng như ngôi nhà. Hiện thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề, có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, tivi đã bị trôi lênh láng ra ngoài sông Dương Tử, và người dân đã chớp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước đó cùng ngày, Ủy ban sông Hoài Hà, một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên nước của nước này, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt từ mức 4 lên mức 3, tức là mức báo động cao nhất. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Hoài Sơn tại dòng chảy Hoài Hà lên tới 27 mét lúc 6 giờ sáng, và đó là một trong những mực nước đáng báo động. Cục Thủy văn Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và con sông Mekong. Nó có chiều dài khoảng hơn 1.000 km, là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các bạn đừng nhầm tưởng sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau, nhưng thực chất nó là hai con sông tách biệt nhau. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 mét khối trên giây. Vào tối ngày hôm kia, lưu lượng nước tại sông tăng lên mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về lũ lụt ở Hà Giang, và tin này được cho là một tin vui chưa từng có. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lũ ở Hà Giang đã chấm dứt và thời tiết ở Hà Giang đang nắng trở lại. Thời tiết được cho là rất đẹp, tuy nhiên tình hình mưa to và gió lớn ở Hà Giang đã làm ngập lụt một số nơi và tàn phá một số khu vực. Hà Giang đang khẩn trương cho khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống của người dân. Xin được nhắc lại, tại tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là các huyện như Hoàng Su Phì, Bắc Mê và đặc biệt là thành phố Hà Giang.
Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm qua, mưa lũ đã chấm dứt và thời tiết đẹp đẽ trở lại với cả tỉnh này. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã chấm dứt hoàn toàn tại tỉnh Hà Giang và trên toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam, thời tiết đang rất đẹp. Còn phía Trung Quốc được dự báo là mưa lũ và gió giật vẫn âm thầm trút xuống trong những ngày tiếp theo. Điều này đã được Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt mưa dông lớn ở miền Bắc đã kết thúc và nắng nóng đang quay trở lại. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc kể từ ngày hôm kia. Và nó được dự báo là sẽ còn tiếp tục diễn biến trong một vài ngày tới, thậm chí xuyên sang tháng tiếp theo. Vì thế sẽ không còn xuất hiện mưa lũ như những ngày vừa qua. Còn phía Trung Quốc thì vẫn đang hứng chịu những trận mưa kinh hoàng và nước sông tại con sông Dương Tử, con sông Mekong và con sông Hoàng Hà đang tăng cao. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như ông Tập Cận Bình khẩn cấp báo động thiên tai bão lũ giật cấp 16 tại Trung Quốc cuốn trôi sở chỉ huy thành phố Vũ Hán. Vì nước sông Dương Tử và Hậu Bà Dương cùng hai con sông Mekong, Hoàng Hà tăng cao đột biến, đập Tam Hiệp khó chống đỡ được lũ. Đứng trước tình hình khẩn cấp nói trên và rạng sáng ngày hôm nay, gần 3 vạn người dân của Trung Quốc đã định vượt biên trái phép sang Việt Nam để trú ẩn, nhưng đã bị lực lượng biên phòng của Việt Nam đóng chặt cửa, đồng thời ra tuyên bố cứng rắn rằng nếu bất kỳ một người Trung Quốc nào cố tình vượt biên trái phép sang đất nước Việt Nam sẽ ngay lập tức bị bắt giữ và trục xuất tống khứ ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam. Mục đích thứ nhất là để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 đang lây lan một cách hết sức phức tạp. Mục đích thứ hai là không cho người Trung Quốc tràn sang Việt Nam để quấy nhiễu, quấy phá làm ảnh hưởng tới tình hình trong khu vực. Trước thái độ cứng rắn và quyết liệt của các lực lượng chức năng Việt Nam kể trên đã được nhiều bạn đọc tán dương ủng hộ và nói rằng Việt Nam làm như vậy là hoàn toàn chính đáng. Có một điều cực kỳ nguy hiểm đó là mặc dù tình hình mưa bão, lũ lụt, sấm chớp đùng đùng, đoàng đoàng đang hoành hành tại Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả, phát động cho hải quân của Bắc Kinh đưa trực thăng ném bom mang theo nhiều tên lửa dẫn đường tiến ra ngoài quần đảo Phú Lâm, gần sát với quần đảo Hoàng Sa để dọa nạt các nước trong khu vực cũng như thách thức chủ quyền đối với các nước trên thế giới. Hành động trên của ông Tập đã bị người dân của Trung Quốc liên tục phản đối vì họ cho rằng đất nước đang gặp lâm nguy, nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không lo cho dân chúng mà lại đem quân đi gây hấn, gây chiến, gây gổ, đánh nhau với cả các nước trong khu vực. Không những thế, những khoản tiền mà một số nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt cho nhân dân Trung Quốc, chính quyền của ông ta cũng đem đi tiêu xài và dùng vào việc đầu tư cho quân sự, mặc cho hàng triệu người dân Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất và sống trong cảnh thiếu lương thực, lầm than và thiếu thuốc men cũng như bệnh tật. Thưa quý vị, theo thông tin từ một đài phát thanh ở thành phố An Huy của Trung Quốc cho biết, vào lúc 4 giờ 30 phút giờ địa phương, rạng sáng ngày hôm nay, Ban Quản lý Con Đập Tam Hiệp cấp báo do mưa lớn trong suốt 58 ngày đêm vừa qua đã trút hàng tỷ mét khối nước từ trên trời rơi xuống Trung Quốc, cho nên mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cũng như nhiều con sông của Trung Quốc dâng cao chưa từng có trong lịch sử. Cùng với đó, lũ ống, lũ quét, động đất ở thượng nguồn đổ về khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đứng trước tình cảnh đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cho phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu 3 thành phố Vũ Hán, An Huy và Hồ Nam, cũng như khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Kính thưa quý vị, cổ nhân có câu, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Quả thật điều đó đang hoàn toàn ứng nghiệm đối với hoàn cảnh của Trung Quốc hiện nay khi nhiều tai ương, dịch bệnh, thiên tai và nhiều vấn đề khác liên tục giáng xuống chính quyền ông Tập Cận Bình. Điều đó đã khiến nhiều thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Trùng Khánh, nhất là thủ đô Bắc Kinh rơi vào một tình cảnh thật là tồi tệ trong lịch sử một cách dồn dập và liên tục. Họa này chưa hết thì họa kia lại ập đến, và liệu đứng trước muôn vàn quả đấm như thế, chính quyền ông Tập Cận Bình có dám đương đầu hay là rụt cổ né tránh? Điều đó chúng ta cần phải chờ đến hồi kết của nó mới thấy được. Tuy nhiên trước mắt chúng ta thấy rằng Bắc Kinh vẫn đang rất ngông cuồng hống hách bởi vì họ vẫn đang lộng hành ngoài Biển Đông, bất chấp mưa lũ đang nhấn chìm 28 tỉnh thành của Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng khi vào sáng ngày hôm nay, chúng tôi mới thu thập được một thông tin từ tờ Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết, Trung tâm Cứu trợ Hạn Hán và Kiểm soát Lũ lụt con sông Dương Tử thông báo rằng mực nước con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, con sông được cho là dài nhất Trung Quốc, vào tối ngày hôm kia đã vượt mức báo động từ 3 tới 3,5 mét.
Trong khi đó, mưa vẫn đang tiếp tục trút xuống vùng thượng nguồn. Con sông này khiến cho 7 cửa xả lũ hoạt động hết công suất và chính vì việc xả lũ gấp như thế này đã nhấn chìm 1.679 ngôi nhà vùng hạ lưu sông Dương Tử. Nhiều xe hơi, nhà lầu bị cuốn trôi, hàng triệu người dân phải sơ tán gấp rút ngay trong đêm. Tuy nhiên, họ không biết đi đâu về đâu bởi vì chính quyền của ông Tập không lo cho người dân nơi trú ẩn mà họ đang mải mê đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ, lãnh hải của một số nước khác. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết thêm nước lũ dồn dập đổ về những hồ chứa có nơi lên tới 60.000 mét khối trên giây. Tương đương với khoảng 10 phút thì nước lũ có thể lấp đầy cả một hồ Tây rộng lớn của Hà Nội. Theo các nhà quan sát cho biết, đây là lần thứ 3 mực nước dâng cao tới mức độ vượt cảnh báo đỏ tới 3 mét. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, từ nay đến hết tháng, Trung Quốc còn xuất hiện thêm 3 trận mưa to đến rất to và mỗi trận mưa sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng. Nếu như công tác phòng chống lũ lụt không được đẩy lên cao, thì nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ tiếp tục bị chìm trong biển nước. Và con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ lên tới 99,8%. Và khi con đập này vỡ, tất cả 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị vùi lấp trong biển nước lũ và toàn bộ tài sản cũng như là vật chất sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Khi đó, trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đây chính là thời khắc lụi tàn của Đảng Cộng sản ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng những dự ngôn và dự báo của các nhà tiên tri trong nước và ngoài nước Trung Quốc cuối năm 2020 đã dự báo rằng năm 2022 Trung Quốc sẽ gánh chịu nhiều hậu quả đau thương do thiên nhiên cũng như dịch bệnh gây ra. Điều đó đã hoàn toàn ứng nghiệm khi 5 tháng đầu năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại thành phố Vũ Hán cũng như 31 tỉnh thành của Trung Quốc, làm cho Trung Quốc bị lụi tàn và kinh tế của Trung Quốc xuống thấp nhất trong lịch sử 100 năm vừa qua. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 tưởng chừng như đã được khống chế ở thành phố Vũ Hán, cũng như 31 tỉnh thành khác của Trung Quốc và đời sống của nhân dân Bắc Kinh được quay trở lại với nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra được một tuần thì mưa to liên tục ập xuống 28 tỉnh thành phố của phía Trung Quốc. Bây giờ cộng thêm động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng và sấm sét đùng đùng liên tục ập xuống phía Trung Quốc, khiến cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc bị ngập lụt sâu tới 9-10 mét, có nơi trũng ngập tới 15 mét, làm cho đời sống của nhân dân bị đảo lộn. Và tất cả những nguyên nhân này đều do một điểm báo là những con quạ đen bay khắp bầu trời của thủ đô Bắc Kinh. Bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy rằng những lời dự ngôn và những tiên đoán của các nhà tiên tri là rất chính xác. Thưa quý vị, các nhà tiên tri năm 2022 còn đưa ra một dự báo thông báo rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết mà vẫn giữ nguyên cái thói hung tàn, bạo ngược, tham lam vô độ thì từ nay đến cuối năm 2022, Trung Quốc còn gánh chịu nhiều đau thương nữa, không chỉ do mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời giáng xuống, mà dịch bệnh, một dịch bệnh khác với cả dịch bệnh COVID-19 sẽ lại tiếp tục hoành hành tại một số khu vực và tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho đất nước của Trung Quốc lâm vào tình cảnh hết sức tồi tệ. Có một điều bí hiểm, đó là dịch bệnh mà các nhà tiên tri dự đoán ở đây được cho là còn trầm trọng và nguy hiểm hơn cả dịch bệnh COVID-19. Nhưng đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết dịch bệnh đó là gì. Và nếu như Trung Quốc muốn yên ổn và sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc thì tốt nhất chính quyền của ông Tập Cận Bình nên ngừng ngay những cái thói hung tàn bạo ngược với cả một số nước trong khu vực, đặc biệt là đối với Việt Nam. Nếu không, những đòn đau thương sẽ lại tiếp tục giáng xuống Bắc Kinh và khi đó toàn bộ Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Kính thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Mỹ mang tên BBC News, rạng sáng ngày hôm nay cho biết mặc dù mưa lũ đang càn quét phía Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn cho diễn tập bắn đạn thật, ném bom và phóng tên lửa ở ngoài khơi Biển Đông, sát với vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Tờ báo của Mỹ nói rằng lực lượng trên không thuộc trên khu miền Nam của Trung Quốc hôm qua thông báo cuộc diễn tập tấn công mục tiêu bắn đạn thật, phóng tên lửa và ném bom sẽ diễn ra ở vùng biển phía Tây bán đảo Lôi Châu, sát với quần đảo Phú Lâm. Đây được cho là một hành động gây ra rất nhiều nguy hiểm cho Biển Đông cũng như một số nước trong khu vực. Tờ báo của Mỹ miêu tả chi tiết như sau. Bán đảo Lôi Châu nằm ở cực nam tỉnh Quảng Đông, phía Tây hướng ra vịnh Bắc Bộ, phía Đông hướng ra Biển Đông. Cục Hải sự Bắc Hải của Trung Quốc cũng đã đưa ra thông báo hai cuộc diễn tập quân sự sẽ được tổ chức ở vịnh Bắc Bộ này, bất chấp lũ quét vẫn đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Theo thông báo, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc nói rằng cuộc diễn tập đang tiến hành ở giai đoạn và bao phủ trên một khu vực rộng với bán kính khoảng 8 km.
cũng theo thông báo, các loại đạn bác công phá tên lửa bom mìn sẽ được mang ra để diễn tập. Theo các chuyên gia quân sự của Mỹ cho biết, cuộc diễn tập của Trung Quốc mang hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội Bắc Kinh. Mục đích thứ hai là chính quyền ông Tập Cận Bình muốn gửi gắm cho thế giới biết rằng mưa to, bão tố, động đất, lũ quét, sạt lở không làm ảnh hưởng gì tới người dân của Trung Quốc cũng như quân đội của Bắc Kinh. Hiện tại thì đất nước Trung Quốc vẫn đang rất ổn và họ chứng tỏ rằng quân đội của họ đang rất hùng mạnh. Mặt khác, chính quyền ông Tập Cận Bình muốn gửi một lời thách đấu với các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ tại khu vực Biển Đông. Được biết, tờ báo Tokyo News của Nhật Bản cũng loan tin quân đội của Trung Quốc có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận đổ bộ với quy mô lớn gần quần đảo Hải Nam và sát với phần quần đảo Phú Lâm ở ngoài khơi Biển Đông nhằm thể hiện sức mạnh quân đội quật cường của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực. Trước đó, thì tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn cho biết vào đầu tuần trước, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật và phóng rất nhiều tên lửa, ngang nhiên điều máy bay tiêm kích ném bom H-7 và chiến đấu cơ J-11 quanh quần đảo Phú Lâm sát với quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành động nguy hiểm trên của Trung Quốc đã bị nhiều nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng chỉ trích. Họ nói rằng trong nước thì lũ lụt không lo cho dân chúng, họ lại vẫn muốn tỏ ra là một cường quốc lớn mạnh bị gây hấn, các bắt nạt ngoài Biển Đông và khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Ấn Độ. Điều đó cho thấy rằng lòng tham của chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị ăn vào máu mủ và không thể nào mà gột sạch hết trong một sớm một chiều. Lũ lụt do mẹ thiên nhiên cũng như do trời và đất và Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho một số nước trên thế giới. Tuy nhiên hình như họ vẫn chưa sợ và chưa khuất phục. Họ dường như vẫn tỏ ra rất ngông cuồng và những điều trên đang làm cho mẹ thiên nhiên liên tục giáng những đòn đau thấu xương cho Trung Quốc trong một vài ngày tới. Được biết, mưa to, gió lớn và bão tố tiếp tục càn quét Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Và nếu như tình trạng này không chấm dứt thì chỉ khổ cho người dân Trung Quốc đại lục mà thôi. Và đại hồng thủy đang hoành hành tại Trung Quốc khiến cho ông Tập Cận Bình khóc như mưa rào. Còn người dân của Trung Quốc thì chạy toán loạn đi trú ẩn khắp mọi nơi. Một số thì chạy lên khu du lịch Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn vì nơi này được cho là có độ cao 3.000m so với mực nước biển. Số khác thì chạy lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Còn số khác, khoảng vài nghìn người đang quyết định vượt biên trái phép sang Việt Nam xin được tị nạn. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng cùng các cơ quan chức năng ở cửa khẩu biên giới như Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai ngày đêm vẫn canh gác 24/24 giờ để không có bất kỳ một người Trung Quốc nào tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Bởi lẽ nếu để người Trung Quốc đặt chân sang đất nước của Việt Nam vào thời điểm này thì rất nguy hiểm bởi vì dịch bệnh COVID-19 được cho là đang có những diễn biến xấu và phức tạp. Theo tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, mưa to đến rất to cùng với lũ quét, vòi rồng, mưa đá liên tục ầm ầm ào ào trút xuống Trung Quốc trong vòng 9 tiếng đồng hồ vừa qua đã nhấn chìm một sân bay, một bến cảng, một căn cứ quân sự và phá vỡ một con đập thủy điện cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Mekong, khiến cho các thành phố như Thượng Hải, Vân Nam, An Huy, Hồ Bắc, Chiết Giang ngập chìm trong nước lũ. Điều này đã làm cho người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình phải thốt lên rằng trời đã diệt Trung Quốc thật rồi, Bắc Kinh tan nát hết cả rồi, trời ơi là trời, đất ơi là đất, mưa ơi là mưa, xin đừng trút xuống Trung Quốc nữa. Và đứng trước cái bối cảnh tình hình không thể cưỡng cầu được với cả Đức Chúa Trời. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đang sám hối và đang lập đàn cầu khấn xin trời đất ngừng mưa. Tuy nhiên, theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Lũ lụt của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to cùng với đại hồng thủy ở Trung Quốc vẫn tiếp tục dâng cao. Trong đó, gần 100 con sông vượt mức báo động đỏ. Trong khi đó, một tin được cho là đen tối với cả Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này đã đưa ra một cảnh báo và một bản tin dự báo lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay cho biết Trung Quốc sắp đón nhận thêm một trận mưa lớn vào đêm ngày hôm nay và trận mưa này được dự báo sẽ kéo dài khoảng 6 tiếng. Nhiều khả năng trận mưa to này sẽ tiếp tục làm ngập lụt nhiều nơi ở khu vực phía nam của Trung Quốc. Qua đó, thì Trung tâm Dự báo Động đất và Sóng thần Trung Quốc cho biết rằng trận mưa to vào đêm nay sẽ khiến nước sông Dương Tử dâng cao thêm 1 mét và đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp, đồng thời yêu cầu toàn bộ người dân tiếp tục di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Họ nói rằng có thể nhờ sang Việt Nam để tị nạn khoảng 1 tháng vì đợt mưa lũ này khả năng dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 8 mới kết thúc. Như vậy, có thể nói rằng tình hình mưa to, gió lớn, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, vỡ đập vẫn chưa chịu buông tha.
và đây được cho là cái giá mà phía Trung Quốc đang phải trả cho những tội lỗi của mình gây ra cho thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Mưa to gió lớn đã làm cho 29 tỉnh thành phố của Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Dẫu tình thế đang rất gay go và nguy cấp, nhưng giới quan sát cho biết tàu chiến và quân lính hải quân của Bắc Kinh vẫn đang cho phóng tên lửa và bắn đạn thật, ném bom ở quần đảo Phú Lâm sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời, phía Bắc Kinh còn cho khai thác dầu khí trái phép và tiếp tục cho xây dựng bồi đắp thêm một quần đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Hòng thách thức thế giới chính là cái sai của Trung Quốc và tội lỗi của Bắc Kinh không thể dung tha và chấp nhận được. Vì thế mà Đức Chúa Trời cũng như là Mẹ Thiên Nhiên vẫn phải nổi giận và trút những trận mưa to sấm sét đùng đùng giáng xuống Trung Quốc để trừng trị thay thế giới. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu đối với Trung Quốc khi hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa Thiên tai Dịch bệnh Trung ương Trung Quốc cho biết mưa trong ngày hôm nay và ngày mai vẫn tiếp tục trút hàng tỷ mét khối nước xuống những con sông, con đập, xuống những thành phố phía nam của Trung Quốc và dự báo rằng ngày kia mưa còn lây lan sang một số thành phố phía bắc của nước này, gây ra ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Ngoài ra, một số khu vực mà vòi rồng, lũ quét, lũ ống đi qua bây giờ còn phát sinh ra một loại bệnh dịch nguy hiểm đến tính mạng của con người. Dịch bệnh này được cho là còn nguy hiểm hơn cả dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, phía Trung Quốc hiện tại vẫn chưa công bố chính thức cho thế giới biết được, và nếu như điều này trở thành hiện thực thì Trung Quốc chính thức bị xóa sổ vào cuối năm nay, năm 2022, và ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị phế truất. Kính thưa quý vị, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, trong một bản tin thời sự lúc 19 giờ tối ngày hôm qua đã đưa tin, đứng trước những tình thế cấp bách và nguy hiểm của mưa lũ ở thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đang dồn dập đổ về càng lúc càng nhiều, dự báo là sẽ nhấn chìm nhiều khu vực vùng trũng của Trung Quốc. Do vậy mà chính quyền Bắc Kinh đã cho trực thăng, máy bay quân sự và quân đội di tản gấp người dân thoát ra khỏi sự nguy hiểm nằm dưới hạ nguồn sông Dương Tử. Nhưng số lượng người sống ở vùng hạ nguồn được cho là rất đông. Hơn thế nữa, mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc làm cho nước từ đập Tam Hiệp xả liên tục, biến thành những con sóng thần, cuốn trôi hết nhà cửa ra ngoài Biển Đông, làm cho dân chúng của Trung Quốc sống trong cảnh lầm than và màn trời chiếu đất. Được biết, hiện tại Trung Quốc đang còn hơn 170 triệu người dân bị mắc kẹt tại những vùng lũ và vùng trũng đang tìm cách thoát thân. Ông Tập Cận Bình đã lệnh cho giới chức của nước này phải đưa cho bằng được những người dân ra khỏi vùng ngập lụt kể trên. Việt Nam là nơi mà ông Tập Cận Bình nhắc đến để đưa người dân di tản sang. Tuy nhiên, liên quan tới nhiều vấn đề, trong đó có dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp nên Việt Nam ra thông báo cấm cửa người dân của Trung Quốc. Các lực lượng chức năng của Việt Nam nếu phát hiện ra người dân của Trung Quốc có dấu hiệu vượt biên trái phép sang lãnh thổ của Việt Nam bằng con đường bí hiểm nào đó thì ngay lập tức sẽ bị bắt và trả lại phía Trung Quốc. Đây được cho là một hành động rất quyết liệt và cứng rắn của phía chính phủ Việt Nam trước bối cảnh mà dịch bệnh đang có dấu hiệu xấu và có những diễn biến phức tạp. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm trong ngày hôm qua. Tin này không phải là liên quan về lũ lụt của Trung Quốc mà liên quan về dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Thưa quý vị khán thính giả, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư xảy ra tại Việt Nam với quy mô lớn và ngày càng khó lường khi xảy ra trên diện rộng tại hơn 50 tỉnh, thành phố. Ngày 18 tháng 7 đánh dấu mốc mới khi Việt Nam ghi nhận vượt ngưỡng 50.000 trường hợp mắc COVID-19 trên toàn quốc. Đây cũng là ngày có số bệnh nhân cao kỷ lục nhất với 5.926 ca. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phân tích, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại nhiều khu vực đã xuất hiện các biến chủng mới được cảnh báo nguy hiểm hơn, nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu, kể cả tại các quốc gia đã đạt được độ bao phủ tiêm chủng cao. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 53.830 ca mắc COVID-19, trong đó 51.771 ca ghi nhận trong nước và 2.059 ca nhập cảnh, có 254 ca tử vong. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước đến nay là 50.201 ca, trong đó có 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đáng lưu ý, trong đợt dịch lần thứ tư này, khoảng thời gian Việt Nam ghi nhận thêm 10.000 ca bệnh mắc mới ngày càng ngắn lại. Trước đó, Việt Nam đã cán mốc hơn 10.000 trường hợp mắc bệnh COVID-19 sau một năm rưỡi chiến đấu với giặc COVID-19. Gần một tháng tiếp theo đó, đánh dấu mốc mới khi Việt Nam vượt ngưỡng 20.000 trường hợp mắc COVID-19 với 20.261 ca. Chỉ một tuần sau đó, Việt Nam đã ghi nhận thêm 10.000 ca bệnh với tổng số là 32.119 ca mắc COVID-19. Và chỉ trong vòng một tuần, Việt Nam đã ghi nhận thêm 20.000 trường hợp mắc COVID-19.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tại Việt Nam, đợt dịch này với biến chủng Delta có khả năng lây lan rất nhanh đã được ghi nhận tại 58 trên 63 tỉnh thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam đang có diễn biến phức tạp với số mắc liên tục gia tăng do dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng. Với các chuỗi lây nhiễm, ổ dịch chưa xác định được nguồn lây, nhiều người đã di chuyển đi đến Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian trước đó có thể mang mầm bệnh nhưng chưa được phát hiện. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, đợt dịch này Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 đang chuẩn bị cho kịch bản xấu và xấu hơn. Ban chỉ đạo nhận định ở miền Bắc, đến giờ phút này cơ bản dập được dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Các tỉnh, thành phố khác đang kiểm soát được tình hình. Khu vực miền Trung còn một vài tỉnh như Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp, có những ổ dịch mới phải tập trung lực lượng để khoanh vùng, dập dứt điểm. Nhận định chung tình hình dịch cơ bản vẫn kiểm soát được trên cả nước. Hiện tại, số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn vượt 2.000 ca một ngày. Số F0 triệu chứng trở nặng phải thở oxy, thở máy cũng tăng lên. Đây là gánh nặng rất lớn cho thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó các ca trở nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến 2. Một số trường hợp nặng chuyển lên tuyến 3, tuyến 4, do đó cần phải tăng cường các nguồn lực về thu dung bệnh nhân, điều trị như chuẩn bị các thiết bị y tế đầy đủ. Tiếp theo sau Thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh ghi nhận thêm ca mắc mới cao như tỉnh Bình Dương ghi nhận 2.644 ca mắc, Long An ghi nhận 786 ca mắc, Đồng Nai ghi nhận 829 trường hợp mắc, Đồng Tháp ghi nhận 1.320 ca mắc, Khánh Hòa ghi nhận 498, Tiền Giang ghi nhận 762 ca mắc. Đến nay, 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này đã xuất hiện có người nhiễm chủng COVID-19. Hôm qua có một cái tin được cho là rúng động trên toàn thế giới khi đất nước Triều Tiên đã ra thông báo rằng nước này đã có một ca nhiễm chủng COVID-19. Như vậy, trên thế giới đã ghi nhận có thêm Triều Tiên được ghi vào danh sách có người nhiễm COVID-19. Hiện tại thì Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới. Mỹ đã vượt mốc 34 triệu ca nhiễm. Cụ thể, tính đến 7 giờ sáng ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận có tổng cộng 34.963.907 người nhiễm, chiếm 26,65% số ca nhiễm trên toàn cầu và đã ghi nhận 624.746 người tử vong, gần 1/4 trường hợp tử vong trên toàn thế giới. Như vậy, Mỹ đang là cái nôi của dịch bệnh và người nhiễm tăng cao nhất trên thế giới. Và theo hãng tin Reuters, tính tới thời điểm hiện tại, 10 nước có số ca nhiễm chủng COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, đứng đầu là Mỹ, thứ hai là Ấn Độ, thứ ba là Nga. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn cam go và chưa chấm dứt. Vì thế, chúng ta phải liên tục nâng cao tinh thần bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân, bảo vệ cộng đồng bằng cách không có việc gì thì hạn chế ra ngoài đường, ra ngoài khu công cộng và nếu như bắt buộc phải ra thì phải đeo khẩu trang và thực hiện cách ly một cách an toàn nhất. Lũ ống, lũ quét, cơn tai biến tàn phá tan hoang miền Tây xứ Nghệ. Kính thưa quý vị và các bạn, sau trận lũ quét kinh hoàng tại Kỳ Sơn vừa qua, nhiều người đặt câu hỏi chừng nào những thảm cảnh tương tự sẽ thôi tái diễn. Cơn tai biến của thiên nhiên. Theo nhiều chuyên gia về khí tượng thủy văn, lũ ống lũ quét là những hiện tượng dòng chảy cực đoan khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp. Do dòng nước chảy xiết cuốn theo nhiều vật chất như đất, đá, cây cối trên đường di chuyển nên nó có sức tàn phá lớn. Chính vì thế mà nó được ví như một dạng tai biến nguy hiểm có thể tàn phá nặng nề khu vực miền núi, nơi mà hình thái thiên tai này thường xuyên xuất hiện. Trên địa bàn Nghệ An, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, liên tục xuất hiện những trận lũ ống, lũ quét tàn phá kinh hoàng tại nhiều địa phương. Nặng nề nhất là lũ quét tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong vào tháng 10 năm 2007, khiến 13 người tại bản Phục và bản Méo bị cuốn trôi. Tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, trận lũ quét trong đêm ngày 26 tháng 5 năm 2009 cũng khiến 5 người dân bản Pa Tý thiệt mạng. Ngoài ra, vào lúc năm 2011, 2013, 2018, nhiều trận lũ quét cũng đã xảy ra trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, gây nhiều mất mát, đau thương. Trận lũ quét vừa qua tại xã Tả Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn mới đây để lại những hậu quả vẫn chưa thể khắc phục xong. Hiện tại, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh nằm trọn trong lưu vực sông Cả. Lưu vực sông này có diện tích 27.200 km2, trong đó có đoạn sông dài 170 km2 chảy trên đất Lào và diện tích lưu vực là 9.470 km2, chiếm 1/3 diện tích lưu vực, còn lại là nằm trên nội địa Việt Nam, trong đó chủ yếu là Nghệ An và Hà Tĩnh. Để cảnh báo tình hình mưa lũ trên hệ thống sông Cả, thuộc địa phận Việt Nam đã có nhiều trạm quan trắc, trạm khí tượng thủy văn được bố trí dọc sông Cả và các phụ lưu cho các kết quả dự báo tương đối chính xác về tình hình mưa lũ.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, hiện nay điểm xa nhất đặt trạm khí tượng Thủy văn là tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, trong khi phần lưu vực sông Cả rộng lớn nằm trên đất Lào thì chưa có một trạm quan trắc nào. Việc trao đổi thông tin dữ liệu cảnh báo mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn. Ngay hệ thống radar cũng chỉ quét được trong phạm vi 300 km, còn để có thể cảnh báo sớm trong phạm vi xa hơn nữa thì chưa thể. Vùng lũ ống lũ quét ở miền núi Nghệ An được chia thành hai khu vực hữu ngạn và tả ngạn sông Cả. Trong đó, vùng tả ngạn gồm địa phận các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, một phần phía tây bắc các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn, phía vùng hữu ngạn sông Cả gồm khu vực tây nam huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Thực tế, dạng tai biến này đã xảy ra trên nhiều địa bàn các huyện miền núi phía tây Nghệ An. Mức độ tập trung các khu vực lũ ống lũ quét không đồng đều, đạt mật độ rất cao ở huyện Tương Dương như các xã Yên Na, Yên Tĩnh, Yên Hòa và phía nam huyện Quế Phong như Nậm Giải, Chi Lễ. 65 hộ dân và điểm trường bán trú ở xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn bị sạt lở do mưa lũ. Kính thưa quý vị, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn nơi có quốc lộ 7 đi qua sau gần 4 ngày bị cô lập đã được thông xe. Tuy nhiên, nỗi lo sạt lở sau mưa lũ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân nơi đây. Theo khảo sát ban đầu, toàn xã Nậm Cắn hiện có 65 hộ dân bị sạt lở do mưa lũ. Ngoài địa bàn xã Tà Cạ, trận mưa lớn đêm ngày hôm qua đã làm khoảng trên 5.000 khối đất đá sạt lở, lấp gần hết tầng một ngôi nhà 2 tầng khu bán trú của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở xã Nậm Cắn. Vụ sạt lở đã ảnh hưởng đến 260 học sinh là con em đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú trên địa bàn 5 bản của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Tuyến đường giao thông huyết mạch từ thị trấn Mường Xén đến cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã được khơi thông sau gần 4 ngày bị cô lập. Thống kê ban đầu, ngoài điểm trường bán trú, xã Nậm Cắn hiện có 65 hộ gia đình bị thiệt hại do lở đất, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Nhất là tuyến đường từ trung tâm xã đến bản Hồi Pốc hiện vẫn còn bị ách tắc do đất đá sạt lở. Ông Sồng Bá Lầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn cho biết xã đã chia các tổ phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đi bộ vào các điểm bản để chỉ đạo công tác khắc phục. Những điểm có nguy cơ sạt lở cao thì tiến hành di dời người dân và tài sản đảm bảo an toàn. Thầy trò Kỳ Sơn gồng mình dọn bùn sau lũ. Thưa quý vị, cơn lũ quét không đi qua trường học trên địa bàn xã Nậm Cắn, nhưng lượng mưa lớn đã khiến hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối tràn vào ký túc xá của giáo viên và học sinh gây thiệt hại nặng nề. Để sớm đưa học sinh trở lại trường, trong những ngày này, thầy trò trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn đã phải gồng mình để dọn dẹp bùn đất. Cơn mưa lớn kèm theo lũ quét vừa qua trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã tàn phá xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén. Tại địa bàn xã Nậm Cắn, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét nhưng cũng bị sạt lở nặng nề. Hiện tại, nhiều đoạn đường ở xã này vẫn chưa thể lưu thông. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn, mưa lớn đã khiến hơn 7.000 mét khối đất đá sạt xuống tràn vào phòng ở của giáo viên và học sinh. Thầy Đào Hải Lâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, chỉ có một số giáo viên và học sinh ở lại ký túc do ảnh hưởng của bão Noru. Khi bị sạt lở, thầy trò đều hoảng hốt kéo nhau lên chỗ khác để tránh nguy hiểm. Ở tầng 1 của khu ký túc cho học sinh bán trú, bùn đất phá hủy các bức tường tràn vào nhấn chìm giường, sách vở, quần áo các em. Những lớp bùn non dày lấp trong phòng, hành lang, sân chơi, học sinh khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Do các tuyến đường chưa thông nên hiện nay nhà trường chủ yếu huy động giáo viên dọn dẹp, trước mắt làm sạch môi trường để đón học sinh trở lại trường sớm nhất có thể. Một số học sinh bán trú ở lại cũng tham gia cùng giáo viên dọn dẹp khuôn viên của trường. Do khối lượng đất đá lớn, nhân lực lại ít nên trong thời gian ngắn rất khó để khắc phục hậu quả. Trường có 309 học sinh, trong đó có 258 học sinh bán trú. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên trước mắt phải ổn định các phòng ở còn nguyên vẹn để các em trở lại trường, có nơi để ăn ở, thầy Đào Hải Lâm chia sẻ. Hàng chục người nỗ lực giải cứu xe ô tô mắc kẹt sau lũ. Trong sáng qua, hàng chục thanh niên gồm công an và các lực lượng khác nỗ lực khiêng những khối đất đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe ô tô bị bùn đất vùi lấp sau đợt lũ ống lũ quét tại các bản của xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn. Trong khi đó, nhiều ô tô và xe máy khác vẫn án binh bất động. Tại khu vực nhà để xe của trung tâm chính trị huyện Kỳ Sơn, có hai chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi của người dân bị đất đá vùi lấp bởi trận lũ kinh hoàng xảy ra vừa qua.
Tuy nhiên, do bị nước lũ cô lập nhiều ngày sau đó, nên đến sáng qua, hàng chục thanh niên mới có thể hỗ trợ di dời khối đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe này. Một số người dùng xẻng xúc đất từ phía trong, phải dùng đòn bẩy để bẩy khối đất đá lớn ra khỏi đất vùi lấp phía sau đuôi xe. Đến trưa qua, đã giải cứu được một chiếc xe, còn một chiếc bên cạnh vẫn chưa thể giải cứu được. Một chiếc xe con của người dân khối 1 thị trấn Mường Xén vẫn đang mắc kẹt do bùn đất quá nhiều, chưa thể di chuyển ra được. Một chiếc xe tải bị mắc kẹt do bùn đất vùi lấp gần hết bánh xe. Đến ngày hôm qua, vẫn án binh bất động. Nhiều xe máy của người dân vẫn còn nằm im trong đất bùn. Thống kê của huyện Kỳ Sơn cho thấy trận lũ quét lịch sử xảy ra tại các bản Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, Sơn Hà và Hòa Sơn của xã Tả Cạ vừa qua đã làm chết một người ở bản Sơn Hà, có 232 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 55 nhà sập hoàn toàn, lũ cuốn trôi 2 ô tô của người dân, trong đó một ô tô đã được cứu vớt, làm ngập 10 ô tô, trôi 2 xe máy, 112 chiếc xe máy, xe đạp bị vùi lấp, cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn hàng trăm tài sản có giá trị khác. Nhiều tuyến đường Kỳ Sơn vẫn chưa thể thông tuyến. Đến cuối chiều qua, chưa thể thông các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Mường Xén và một số xã của huyện Kỳ Sơn. Hiện tại công tác vận chuyển bùn đất ra khỏi địa bàn đang được khẩn trương thực hiện. Mong sớm thông đường để thuận lợi cho bà con đi lại vận chuyển vật liệu, sửa sang nhà cửa và các đoàn tiếp cận cứu trợ cho người dân vùng lũ. Những ngày qua, huyện Kỳ Sơn đã huy động xe máy của cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động hết công suất làm cả ngày đêm, xúc chở bùn đất để thông tuyến giao thông đoạn quốc lộ 7 thuộc khối 1 thị trấn Mường Xén. Tuy nhiên, do địa bàn hẹp nên khó khăn trong công tác huy động thêm nhiều phương tiện xe máy nên đến nay vẫn chưa thể thông đường. Ghi nhận của phóng viên, đến cuối chiều qua, trục đường chính trên địa bàn khối 1 thị trấn Mường Xén vẫn chưa thể thông xe, mặc dù hàng chục phương tiện xe máy hoạt động hết công suất suốt ngày đêm. Hiện tại đã thông được đến cổng Ủy ban Nhân dân huyện, như vậy còn khoảng 150m từ Ủy ban Nhân dân huyện đến cầu Tràn Hòa Sơn và phía tuyến quốc lộ 7 chạy qua khối 1, thị trấn Mường Xén còn hơn 100m chưa khắc phục được. Khối lượng bùn đất tại những đoạn đường này còn rất nhiều. Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Kỳ Sơn, khó khăn nhất là đường hẹp nên không thể huy động một lúc nhiều phương tiện máy vào, nên phải bố trí lượng xe phù hợp, do vậy tiến độ khắc phục không thể nhanh hơn được. Tuy nhiên, với tinh thần tích cực khẩn trương nên các tổ máy hoạt động hết công suất. Với tiến độ này, dự kiến đến hết ngày hôm nay mới có thể thông xe trên địa bàn thị trấn Mường Xén. Song do lượng đất bùn trong nhà dân đang còn nhiều, chưa thể kéo ra hết được, nên công tác vận chuyển đất đi đổ vẫn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Khi nào các tuyến đường thị trấn Mường Xén được thông xe thì lúc đó phương tiện mới tiếp cận để khắc phục sạt lở trên các tuyến đi Tây Sơn, Tả Cạ và cửa khẩu Nậm Cắn, ông Nguyễn Văn Long chia sẻ. Đối với các tuyến đường khác, hiện nay vẫn còn nhiều điểm ách tắc do sạt lở núi, đó là tuyến đường quốc lộ 7 từ thị trấn Mường Xén đi cửa khẩu Nậm Cắn, tuyến từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn, tuyến đi xã Tà Cạ cũng đang bị chia cắt. Tuyến đường từ cổng Ủy ban Nhân dân huyện đến hết khối 1 thị trấn Mường Xén theo quốc lộ 7A cũng còn khối lượng đất bùn lớn. Chủ động phòng tránh sớm. Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi địa bàn Nghệ An, hiện có hơn 250 điểm cảnh báo nguy cơ của lũ ống lũ quét trên địa bàn 6 huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp với hàng nghìn hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị thiệt hại cao. Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, hiện nay rất khó có thể cảnh báo một cách sát nhất trên diện hẹp khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét. Mức độ cảnh báo chỉ có thể xác định theo khu vực trên diện căn cứ và lượng mưa đo được trong một thời gian ngắn. Bởi thực tế hiện nay chúng ta chưa có các phương tiện hiện đại để cảnh báo sớm cho chính quyền các địa phương biết mà phòng tránh. Chính vì thế, cách giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do lũ ống lũ quét là phải phòng tránh sớm, di chuyển ra xa khu vực các khe suối nhỏ, độ dốc lớn. Bên cạnh đó là tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở các huyện vùng núi cao cần được triển khai thường xuyên, kịp thời đến từng thôn, bản và hộ dân. Ông Phan Trọng Dũng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quế Phong cho biết, địa phương có nhiều khu vực đặt trong tình trạng báo động đỏ về lũ ống, lũ quét như Chi Lễ, Thông Thụ, Nậm Giải, Nậm Nhóng, Quang Phong. Đây là thực tế đáng lo ngại bởi địa hình đồi núi có độ dốc lớn nên khi xảy ra lũ thường gây hậu quả nặng nề đến người và tài sản. Dù đã có nhiều điểm nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ lũ ống lũ quét cao, việc bố trí những địa điểm an toàn khác cho người dân sinh sống không hề đơn giản. Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn thừa nhận các xã như Mường Tiếp, Mường Ải, Mỹ Lý, Na Ngoi, Nậm Càn,
Kangdu, Tây Sơn, Tà Cạn, Bảo Nam là những khu vực từ lâu đã được cảnh báo có nguy cơ rất cao về lũ ống, lũ quét. Mỗi khi có mưa bão, huyện cũng đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người dân cảnh giác, đồng thời vận động người dân sơ tán kịp thời khi tình hình phức tạp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Tuy nhiên, về lâu dài, để di dời người dân ở những điểm nóng ra nơi an toàn đòi hỏi rất nhiều kinh phí, chưa kể phải lựa chọn địa điểm khác an toàn hơn, trong khi địa hình ở Kỳ Sơn chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn. Xoay canh cảnh tượng hàng triệu đàn cá mặt quỷ sở hữu vẻ ngoài xấu xí và khá đáng sợ, bởi lúc nhúc gây lạnh gáy, ngỡ chỉ xuất hiện trong phim kinh dị mà có thật ở hồ chứa nước thủy điện Tam Hiệp, được biết đến là con đập đầy tai ương khổng lồ của Trung Quốc. Những đàn cá lạ xuất hiện sau khi một trận động đất mạnh làm rung chuyển nền móng của đập Tam Hiệp, khiến cho nhiều người dân đại lục lo sợ đây là điểm báo chết chóc được gửi đi từ địa ngục. Theo nguồn tin tổng hợp từ đại lục cho biết, vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter sâu 12 mét xảy ra ở huyện Joji, châu tự trị Nawa, tỉnh Tứ Xuyên, ở 34,1 độ Vĩ Bắc, 102,68 độ Kinh Đông, đã làm rung chuyển toàn bộ con đập Tam Hiệp, khiến cho nền móng của con đập trở nên mềm yếu. Thân đập thì tiếp tục xuất hiện những vết nứt lớn, mới và sâu. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh con đập Tam Hiệp đang trải qua những đợt mưa lũ nghiêm trọng vẫn không ngừng đổ về, khiến cho con đập này luôn trong tình trạng no nước trực chờ bục vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng một sự việc kỳ lạ đã xảy ra khiến ai nấy đều kinh ngạc. Trong bối cảnh dư chấn trận động đất vẫn kéo dài, thì đến 15 giờ chiều cùng ngày, hàng triệu con cá to không biết từ đâu ập tới, tập trung ở bên con đập và quẫy đạp lên nhau há hốc miệng rồi xé tỏa những vật gì rơi xuống hoặc đang trôi qua. Cảnh tượng tình cờ được 5 nhân viên phụ trách giám sát việc xả nước lũ từ đập Tam Hiệp ghi lại bằng điện thoại di động và không phải ai cũng có thể chứng kiến cảnh tượng có 102 này. Ông Chen Liu, một trong số những người chứng kiến, chia sẻ lại, dưới đáy con đập Tam Hiệp dường như có một cái hố địa ngục khổng lồ và đàn cá cứ vậy trồi lên từng đàn đông đúc lên mặt hồ. Hình dạng của chúng khiến anh vô cùng sợ hãi khi chúng có gương mặt vô cùng xấu xí với hàm răng sắc nhọn giống như một sinh vật ngoài hành tinh. Với chiều dài khoảng 35cm đến 55cm, anh cho biết, nhìn chúng vô cùng đói và hung dữ, nó không khác gì những con thủy quái đáng sợ. Bên cạnh đó, chúng lúc nhúc chen chúc, quẫy đạp lên nhau. Nhiều người cho rằng do việc đánh bắt cá và khai thác thủy sản trên con sông Dương Tử một cách bừa bãi và không được kiểm soát đã khiến cho lượng lớn tôm, cá trên sông này không còn dồi dào. Nên sự xuất hiện của một đội quân cá mặt quỷ hùng hậu làm cho nhiều người vô cùng sửng sốt. Nhiều người cho rằng đây không phải là loài cá bình thường mà những con cá quỷ từ dưới đáy địa ngục trồi lên mang theo những điểm báo xấu. Thông tin này lan truyền đã khiến cho nhiều người vô cùng sợ hãi vì lo sợ chúng xuất hiện mang theo một điểm báo ghê rợn từ địa ngục hoặc là cảnh báo rằng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sắp bị vỡ. Theo đó, anh Chen cho biết thêm, những đàn cá hung hăng này không ngừng di chuyển về phía mép đập. Nhiều cảnh tượng những đàn cá này đang hợp sức để xô đổ con đập Tam Hiệp. Theo đó, có nhiều con đã dùng những hàm răng sắc nhọn để phá những mảng bê tông của thân đập. Một vài chỗ trên thân đập dễ bị chúng chảy xước. Anh và những người khác chứng kiến vô cùng lo lắng và hoang mang vì lo sợ những đàn cá có thể gây hại cho con đập Tam Hiệp. Ngay lập tức, anh đã gọi báo lên cấp trên xin chỉ thị. Cảnh tượng ấy ngỡ chỉ có trong phim, nhưng sự thật là nó thật sự tồn tại trên trái đất này. Sau khi chứng kiến những thước phim chân thực, sống động được đăng tải lên mạng, cảnh đàn cá quẫy đạp điên cuồng được một số người mô tả là xấu xí và đáng sợ. Nếu bạn ném một đứa trẻ vào đó, chúng sẽ ăn thịt nó mất thôi, một người đã thốt lên thể hiện sự kinh ngạc về số lượng cá khủng khiếp ở đập tràn này. Cá nhiều đến nỗi ngay sau khi hình ảnh về đàn cá đông đảo sống trong con đập này được đăng tải lên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, hồ chứa nước Tam Hiệp đã ngay lập tức thu hút rất đông người dân đến đây chứng kiến. Bên cạnh những người sợ hãi, cũng có không ít người tỏ ra thích thú trước cảnh hàng triệu con cá chen chúc nhau nơi rìa đập tràn với cái miệng lúc nào cũng há rộng ngửa lên trời. Để tránh lượng người đổ xô về con đập gây mất trật tự hoặc nguy hại đến con đập Tam Hiệp hoặc là câu chuyện sẽ được thêu dệt mê tín dị đoan, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã xua đuổi những đám đông và ngăn cấm không cho ai tiến đến gần chụp hình quay phim, đồng thời thông báo trên các trang mạng truyền thông nước này rằng đây chỉ là cá trình, chúng túm tụm lại phía góc đập quẫy nước, đập cả lên nhau chỉ để tranh ăn vì chúng quá đói mà thôi. Hiện vẫn không có bất cứ thông tin gì về việc chính quyền nước này sẽ xử lý như thế nào đối với những đàn cá mặt quỷ kỳ dị này.
Thưa quý vị, quay lại trận động đất ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra những cảnh báo mưa bão nghiêm trọng, hồ chứa nước địa phương và đập Tam Hiệp phải tự bảo vệ bằng cách xả lũ, khiến toàn bộ thành phố Nghi Xương, Hạ Lưu và Phượng Hoàng Cổ Trấn bị ngập lụt. Lũ đã tràn vào cửa sông Tiền Đường, địa phương đã phải đưa ra cảnh báo cấp 4 trong tình trạng mưa vẫn không dừng. Trùng Khánh cũng đưa ra thông báo nước có thể làm ngập đến 4 tầng nhà, sạt lở đất đá trên núi, nhấn chìm đường cao tốc, toàn bộ bờ sông Dương Tử chìm trong nỗi lo sợ lũ lụt. Mưa to liên tục đã khiến vấn đề an toàn đập Tam Hiệp đang được theo dõi sát sao, nỗi lo vỡ đập ngày càng tăng. Một số chuyên gia thủy lợi đã từng cảnh báo rằng một trong những nguy cơ gây vỡ đập Tam Hiệp là sự xuất hiện của động đất và sạt lở núi ở thượng nguồn. Và điều các chuyên gia lo lắng nhất đã xảy ra cùng với diện tích bị thảm họa mưa lớn liên tiếp mở rộng. Vào ngày hôm nay, Tân Hoa xã cuối cùng đã thừa nhận do ảnh hưởng mưa lũ, lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp đã bắt đầu tăng từ chiều ngày hôm qua. Vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp là 43.000 mét khối mỗi giây, cao gấp đôi so với 14 giờ ngày hôm trước. Để ứng phó với lượng nước dồn về này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán sông Trường Giang yêu cầu điều chỉnh lưu lượng nước xả tại đập Tam Hiệp tăng lên 55.000 mét khối mỗi giây mỗi ngày. Vào lúc 8 giờ tối qua, 34 tổ máy tại trạm phát điện Tam Hiệp mở toàn bộ, tổng sản lượng đạt 20 triệu kW, gần đạt đến trạng thái phát điện đến hết công suất. Đây là lần đầu tiên đập Tam Hiệp xả lũ trong năm nay. Báo cáo còn chỉ ra hiện tại mưa lớn ở Đông Bộ, Thượng Lưu, Trường Giang, vùng Tây Bắc đến Đông Nam ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang vẫn đang tiếp diễn. Dự báo từ ngày hôm nay đến hết tháng 10, ở các nhánh của Thượng Lưu sông Trường Giang có mưa vừa đến mưa lớn, khu vực cục bộ có mưa rất lớn. Đến ngày hôm qua, lưu lượng thượng lưu sông Gia Lăng, thượng lưu sông Hán Giang có mưa lớn, một số khu vực cục bộ có mưa rất lớn. Do đó, tuần đầu tháng 10, đập nước Tam Hiệp có thể hứng chịu đợt lũ mới. Còn trước đó, trang mạng của Tân Hoa xã cũng đưa tin Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Ban Chỉ huy Phòng chống hạn hán Trường Giang điều hành tập đoàn Tam Hiệp đã truyền đạt chỉ lệnh yêu cầu 4 trạm thủy điện Tam Hiệp đập Các Châu, đập Khê Lạc Độ và Hương Gia Bá. Tổng cộng 82 tổ máy lần đầu tiên trong năm nay sẽ vận hành toàn bộ, trong đó chỉ lệnh nhấn mạnh đập Tam Hiệp cần xả lũ khẩn cấp xuống đập Các Châu để giảm áp lực cho các đập lớn Tam Hiệp. Tuy nhiên, Nhật báo Đông Phương đưa tin Tam Hiệp phát điện thực tế là xả lũ khẩn cấp để phòng ngừa xuất hiện nguy cơ tràn đập. Bài viết nói nước lũ đập Tam Hiệp đã vượt qua giới hạn cảnh báo 2m. Để giảm thấp rủi ro, chính quyền mới hạ lệnh 4 trạm thủy điện chính trên sông Trường Giang vận hành, đồng thời cũng để cho hàng ngàn đập nước ở Trung Hạ Lưu xả lũ khẩn cấp. Điều này dường như không ăn khớp với kết nối của chính quyền. Đáng lưu ý, vừa qua trên trang mạng lan truyền một văn kiện có dấu đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho thấy chính quyền vì muốn bảo vệ con đập nên đã yêu cầu bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ toàn lực xả lũ. Văn kiện lan truyền trên Twitter của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy chính quyền yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang Trung Quốc bắt đầu từ 20 giờ ngày hôm qua đã xả nước trong đập Tam Hiệp trực tiếp với lưu lượng gần 51 triệu mét khối mỗi giây. Từ 8 giờ ngày hôm nay, lưu lượng nước Tam Hiệp sẽ được xả ở mức gần 55 triệu mét khối mỗi giây. Dưới văn kiện này ghi rõ Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố thời gian là vào 4 giờ chiều ngày hôm qua, đồng thời kèm theo dấu đỏ chuyên dụng phát hiện cơ yếu của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi. Học giả kinh tế Mắt Lạnh đăng video trên Twitter nói rằng Tam Hiệp đập Các Châu xả lũ, mực nước Trường Giang tăng mạnh, đổ thẳng xuống Nghi Xương thành thảm họa. Bước tiếp theo là đổ xuống Vũ Hán, đợi đến lúc chìm trong nước rồi mới phản kháng, liệu đã có muộn, người ở Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang đều nên tỉnh táo. Đến ngày hôm nay, Trung Quốc có tổng cộng 26 tỉnh thành chịu thảm họa lũ lụt, số người chịu ảnh hưởng lên đến 15,74 triệu lượt người, số người tử vong và mất tích là 81 người, hơn 10.000 căn nhà bị sập đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 29,8 tỷ nhân dân tệ. Nhưng do thông tin của chính quyền Trung Quốc không minh bạch nên tình hình tử vong thực tế vẫn sẽ chờ kiểm chứng. Kính thưa quý vị, Trung Quốc xây dựng đập Tam Hiệp vì tính cuồng ngạo nước lớn để giờ đây Bắc Kinh đang phải trả giá đắt. Mưa lũ lớn liên tục xảy ra tại Trung Quốc thời gian qua đã khiến đập Tam Hiệp đứng trước nguy cơ bị vỡ. Câu hỏi về sự an toàn và tác dụng của con đập lớn nhất thế giới lại một lần nữa được đặt ra. Người ta cho rằng vì cuồng ngạo, Bắc Kinh đã quyết làm đập Tam Hiệp bất chấp cảnh báo về hậu quả và họ đang phải trả giá vì điều này. Epoch Times cho hay các nhà khoa học cũng đã cảnh báo về lỗ hổng cấu trúc của con đập Tam Hiệp ngay từ khi nó mới
được đề xuất, được xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ trước. Mặc dù vậy, Bắc Kinh vẫn cho thực hiện dự án vì tin rằng nó sẽ đem lại lợi ích kinh tế và hình ảnh sự vĩ đại của họ khi những cơn mưa xối xả quét vào nhiều tỉnh ở Trung Quốc. Một chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng đập Tam Hiệp có thể bị vỡ trước áp lực nước gia tăng, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân sống gần con đập. Lũ lụt lan rộng đã ảnh hưởng đến 11,2 triệu người tại 26 tỉnh và thành phố của Trung Quốc ở khắp miền Trung và miền Nam nước này. Kể từ khi mưa lớn bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 6, hơn 9.300 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 171.000 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại tài chính đã vượt quá 24,1 tỷ nhân dân tệ. Theo con số thống kê của chính quyền địa phương, nếu đập Tam Hiệp không thể chống chọi thì hạ lưu sông Dương Tử, nơi có dân cư đông đúc, sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Một cư dân tên Lưu ở quận Xinjiang, phía tây nam thành phố Trùng Khánh cho biết trong một cuộc phỏng vấn, Tam Hiệp được xây dựng với mục tiêu điều hòa dòng chảy của sông Dương Tử và tạo ra năng lượng sạch. Tuy nhiên, theo Epoch Times, dự án khổng lồ trị giá 180 tỷ nhân dân tệ đã bị ảnh hưởng bởi tham nhũng và cái giá phải trả cho việc tàn phá môi trường. Việc di dời hơn 1 triệu người để lấy mặt bằng phục vụ dự án Tam Hiệp cũng đã khiến cho dân tỉnh mắc bệnh. Dù cho Tam Hiệp có thể đóng vai trò ngăn chặn lũ lụt trong tình hình hiện tại hay không, hay chính quyền đã lừa dối người dân về tác dụng của con đập, ngay từ đầu thì câu trả lời cũng khá rõ trong suốt những năm qua. Ông Wang Weilu, một nhà thủy văn học Trung Quốc đang cư trú ở Đức, nói với Epoch Times, sông Dương Tử chảy qua 11 tỉnh và khu vực miền Trung, miền Tây Trung Quốc bao gồm Tây Tạng, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Thượng Hải. Ông Wang cho biết, nhiều khu vực thuộc lưu vực sông Dương Tử nằm thấp hơn mặt nước của con đập, vì thế sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp trong tình huống xấu xảy ra. Và hôm qua, Phan Xiao, một kỹ sư cao cấp của Cục Khai thác Tài nguyên Khoáng sản Tứ Xuyên, nói với Epoch Times rằng cấp trên quán triệt cho ông rằng không được trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài về đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, ông Wang đã viết nhiều báo cáo về các vấn đề xung quanh đập Tam Hiệp. Trong một bài báo vào năm 2004, ông viết về vấn đề an toàn hồ chứa của đập, đề cập tới tình huống động đất và sạt lở. Trong một bài viết khác vào năm 2016, ông đã đặt câu hỏi về khả năng giảm thiểu lũ lụt của đập sau khi lưu ý về cái giá phải trả cho việc phá hủy môi trường sống để xây đập. Ông Wang cho biết có mâu thuẫn lớn giữa đầu phía trên và đầu phía dưới con đập Tam Hiệp. Phía trên Tam Hiệp muốn xả nước thì có mưa lớn, trong khi đó phía dưới không thể đối phó được trong trường hợp có thêm nước lũ. Tam Hiệp chịu sức ép từ cả hai đầu. Ông Wang nói, hiện tại hồ nước của con đập này đang giữ mực nước thấp hơn chuẩn AN, đảm bảo an toàn cho nó. Các báo cáo về đập Tam Hiệp trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc trong những năm qua cho thấy xu hướng giảm dần niềm tin về tính an toàn cũng như tác dụng của con đập. Năm 2003, một bài viết trên Tân Hoa Xã nói rằng đập Tam Hiệp có thể chịu đựng được các trận lụt 10.000 năm, nhưng vào năm 2007, con số này đã giảm xuống còn 1.000 năm và sau đó là 100 năm vào 2008. Vào năm 2011, MC của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trích dẫn tài liệu Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang, nơi giám sát trực tiếp dòng sông Dương Tử, nói rằng người dân không thể đặt hết hy vọng vào đập Tam Hiệp. Tính toàn vẹn về cấu trúc của con đập đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi vào năm ngoái, sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp rõ ràng đã bị cong, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể bị vỡ, mặc dù công ty điều hành đập Tam Hiệp bác bỏ những lo ngại trên bằng cách chỉ ra những điểm không chính xác tiềm ẩn trong hình ảnh vệ tinh của Google. Nhưng sau đó, họ thừa nhận trong một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng con đập đã dịch chuyển 1,05 inch so với trước. Tuy nhiên, trấn an người dân rằng sự dịch chuyển này nằm trong biên độ cho phép, các nhà chức trách cho biết họ đang xả nước lũ tại 980 hồ chứa nước dọc theo sông Dương Tử, trong khi trên bề mặt họ tỏ ra do dự đối với việc thực hiện quyết định xả nước bên trong đập Tam Hiệp, cho dù mực nước trong hồ đã vượt qua 2 mét so với chuẩn an toàn. Mặc dù vậy, cư dân mạng gần đây đã chia sẻ một video cáo buộc chính quyền đã bí mật xả nước đập mà không thông báo trước, đe dọa hoàn cảnh sống của người dân. Ông Wang đang kêu gọi những người sống gần con đập Tam Hiệp chuẩn bị các phương án để tự bảo vệ mình trong trường hợp xấu. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm về việc đập vỡ và mọi cái chết chỉ là một con số đối với chế độ này. Ông Chen, một người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, lo lắng rằng một điều gì đó thảm khốc hơn có thể xảy ra với Trung Quốc trong tương lai vì sai lầm trong quản lý của chính quyền, chính phủ đã biến đập này thành một dự án trình diễn.